lúc đó chứ bây giờ nó có khác nhau. Dạ cũng khác, hồi đó vợ em nó chưa có mập dữ. Nhưng mà so với em là quá bự. Vậy cái cảm xúc lần đầu tiên mà em nắm tay con gái là sao? Em run, em đau trong lắm. Em đâu dám nắm đâu chị. Em lấy tay em nắm trước. Rồi đâu rồi. Sao đâu đi, em nắm cái tay nó làm sao đâu. Chứ anh đang chạy xe, em quay qua anh nắm gì nè. Anh chạy giật, anh chạy về nhà luôn. Em đứng gần gái là em run không. Và đó là chưa có nghĩ là đám cưới sớm vậy. Mà vợ em hồi đó lỡ có bầu à? Hồi em nghe tin vợ em có bầu em mấy chồn, em bỏ em chạy 3-4 ngày em mới dám về nhà. Dạ em tên là Trần Thiện Tấn, năm nay 26 tuổi, làm nghề xây dựng. Nó nghe nè, có run hay không? Dạ sao cũng hồi hộp chứ. Tại hồi đó giờ đâu có lên trên này đâu. Nhưng mà lên đây cái cảm giác như thế nào? Nói chung là rung đó. Rung hả? Cho một tràng pháo tay để cho anh ấy. Rồi hết rung chưa? Dạ còn hết rồi. À bây giờ còn em tên gì? Dạ, chào anh chị, em tên là Võ Ngọc Huỳnh Như, nay 26 tuổi, em là công nhân viên à. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng cỡ 4 năm em có gọi điện thoại cho một đứa bạn học cùng lớp á. Rồi em mới gọi nhầm số của vợ em. Em gọi một lần à. Rồi khoảng một tháng sau rồi vợ em mới gọi lại cho em. Rồi lần rồi làm quen. Chị vậy luôn hả? Dạ. Dạ không, lúc đó thì lục đó thì anh bạn em coi á, thì vô tình thì thấy có lưu số mà không có lưu tên, không biết ai hết, thì hỏi lại thì mới biết là anh này vô tình là gọi nhầm số. Hai đứa mới nhắn tin qua lại. Vậy dạ. À. Bao lâu thì gặp mặt nhau? Sau một tuần thì gặp nhau. À, lần đầu tiên gặp nhau thì em ấn tượng về cô này như thế nào? Thôi lúc đầu em nghĩ chắc cao ráo hay là ứng chứ đâu có nghĩ là mập dữ rồi gặp. Trời ơi. Em chưa có chờ. Không phải, em muốn hỏi là lúc đó chứ bây giờ nó có khác nhau. Dạ cũng khác, hồi đó vợ em nó chưa có mập dữ. Nhưng mà so với em là quá bự. Chồng em có mập hơn được tí nào hay là vẫn ốm như ngày dạ, xưa? Dạ vẫn ốm như ngày xưa. Coi như là phọt chuẩn đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em thì nhìn anh ấy như thế nào? Dạ thì em cũng nghĩ là anh ấy sẽ cao to, cũng bự sự hơn em, mà ai ngờ anh ấy ốm hơn em thì cũng hơi thất vọng. Nhưng mà cách nói chuyện thì nghe cũng dễ thương nên em cũng có muốn tìm hiểu. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu nhau? Sau 4 tháng thôi anh. Nhưng mà cũng chưa nghe anh ấy đã tỏ tình nữa. Thì em cũng có nhắn tin hỏi anh này là sao anh không có tỏ tình với em sau 4 tháng quen nhau. Sao mà nhắn tin lại là anh ấy ảnh ngại, anh chưa có bao giờ tỏ tình với bạn gái trơn á. Với em ấy nói là bây giờ anh có muốn tỏ tình với em hay không thì anh ấy cũng đồng ý. Nhưng mà ảnh kêu em là hướng dẫn cho ảnh đi. Trời ơi. Sao cái gì đâu mà còn là khơi gợi cho người ta chủ động như vậy. Vì em cũng có vạch kế hoạch là anh này sẽ mua hoa, dẫn em đi uống cà phê, tặng hoa rồi tỏ tình. Thế là ảnh cũng không có mua hoa, em cũng phải tự đặt hoa. Cái buổi tỏ tình nó hơi bị thất vọng. Thế là em đã chỉ rồi mà cũng có làm được như ý em luôn. Yeah. Ủa mà sao vậy Tuấn? Hồi đó giờ em không có tặng quà cho ai, với lại lần đầu tiên em chưa có hẹn hò ai. Vậy cái cảm xúc lần đầu tiên mà em nắm tay con gái là sao? Em run, em đau trong lắm. Em đâu dám nắm đâu chị. Em lấy tay em nắm trước. Rồi đâu rồi. Sao đâu đi, em nắm cái tay nó làm sao đâu. Chứ anh đang chạy xe, em quay qua anh nắm gì nè. Anh chạy giật, anh chạy về nhà luôn. Trời ơi. Người ta đã chủ động, người ta nắm tay mình rồi thì mình nắm đi. Nghĩ sao nắm xong giật lại chạy về nhà. Rồi chạy về nhà làm gì? Đừng nói tôi chùm mình khóc. Rồi nếu vậy thì là hung nhau thì ai chủ động? Vợ. Hả? Em chủ động luôn. Rồi kỳ này chạy được không? Nắm tay còn giật ra được chứ? Dạ không, sao giật? Hôn xong rồi. Hôn cả em chạy mất. Em chạy vì ảnh chạy gì vậy? Em chạy mất xác. Tại sao vậy cưng? Tại anh em đứng gần gái là em run không. Ê rồi nhát vậy rồi sao cưới? Là quen lâu rồi mới cưới. Từ từ lâu? Tìm hiểu. Hai đứa quen bao lâu? Dạ khoảng 7-8 tháng. 7-8 tháng? Lâu ghê. Lâu ghê. Ra lâu lâu. Lâu ghê. Ôi. Trời ơi, để tôi té cái nữa. Bây giờ anh hỏi nè, lý do gì sao mà hai đứa lại đám cưới nhanh như vậy? Dạ. Bác sĩ khuyên hả? Dạ bác. Anh nói đúng rồi. Mà đó là chưa có nghĩ là đám cưới sớm vậy. Mà vợ em hồi đó lỡ có bầu à? Thôi em nghe tin vợ em có bầu em mấy chồn, em bỏ em chạy 3-4 ngày em mới dám về nhà. Không dám nói với mẹ luôn, anh nhờ em nhắn tin với bà chị dâu là nói giùm với mẹ là
em lỡ quen bé kia nó có bầu như chị nói giùm. Rồi xong rồi khi nói với mẹ rồi sao? Thôi giờ lỡ rồi thôi con, em ráng em bù theo năn nỉ, năn nỉ cho nhà em xong rồi xuống năn nỉ cho nhà vợ nữa. Cũng chưa cho cưới, phải bù theo năn nỉ hoài mới cho. Là lúc đó là bầu được mấy tháng thì cưới? Cỡ tháng mấy, hai tháng. Nhưng mà lúc mà mẹ em biết là em có em bé thì lúc đó mẹ em nghĩ như thế nào? Lúc đầu mẹ cũng không mới cho, em còn đi học, bạn này quen cũng đi mới đi làm thôi, kinh tế cũng chưa ổn định nên là mẹ cho quen vậy thôi chứ không cho cưới. Thì em về em cũng giấu, em cũng không có nói. Em nói là mẹ ơi con muốn đám cưới. Với mẹ cũng suy nghĩ mẹ không cho. Thì em viết lá thư, em bày tỏ tình cảm trong đó em viết. Nói chung là cảm động lắm. Câu cuối cùng mẹ ơi con có bầu con muốn cưới. Thì sau khi mẹ đọc xong nói chung mẹ cũng khóc nhiều lắm. Nhưng mà khi bên nhà chồng đi xuống nói chuyện thì đồng ý cho hai đứa đám cưới. Tới bây giờ mẹ của hai gia đình có còn trách móc hai chồng không? Em không biết nữa. Hồi đó giờ cũng không nghe mẹ ba nói gì. Vậy bây giờ thông qua chương trình em có muốn nói gì với mẹ vợ và mẹ ruột của em không? Dạ con với Như cảm ơn mẹ bao ngày qua đã chăm sóc cho con của con và lo cho vợ con ăn học đến nơi đến chốn. Con cảm ơn bà nội của bé Tú Quỳnh đã giúp đỡ cho hai vợ chồng trong những lúc khó khăn nhất và lúc nào cũng bên cạnh hai vợ chồng. Mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã kết hợp cho hai vợ chồng con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Thực ra thì ở cái thời điểm này, thời đại này thì cái vấn đề mà tuổi trẻ mà có những cái bồng bột như trường hợp của Tuấn với Như đây thì cũng không có ít. Em mong rằng là nếu mà mẹ của Tuấn và mẹ của Như, mấy chị mà xem cái chương trình này thì mấy chị cũng bao dung, lượng thứ cho các con với những cái lỗi lầm mà lúc tuổi trẻ các con còn suy nghĩ chưa chín, chưa tới nơi tới chốn. Cái điều mà mình đã có được bây giờ là vợ chồng các con hạnh phúc, cháu khỏe mạnh, đó là cái điều mà hạnh phúc nhất cho tất cả những bà mẹ rồi. Bé Tú Quỳnh nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé Tú Quỳnh là 2 tuổi hả? Rồi bây giờ từ khi mà về chung sống với nhau mái nhà, em thấy Tuấn như thế nào? Có vỡ òa vì những cái tính xấu của ông không? Dạ có. Ngoài cái chuyện mà chạy mất dép. Còn các chuyện động trời hơn. Trời ơi. Anh không tin một cái người mà dễ run dễ rẩy như thế này mà có chuyện động trời. Nói chung là sau khi em sinh em bé xong á thì do chồng em đi làm công tác xa thì không ở chung với hai mẹ con. Hoàn toàn thì anh về thăm hai mẹ con em một lần. Thì vô tình lúc đó thì em lục điện thoại thì thế này đang nhắn tin với một bạn gái khác. Với em mới lấy số điện thoại của cái bạn gái đó. Bắt đầu em tìm hiểu giữa mối quan hệ anh này với cô ta. Xong rồi em hẹn gặp. Nhưng mà trước khi em gặp em cũng phải nói là em là vợ của anh này rồi, có con nhưng mà cô ấy cũng không tin. Thì cái hôm mà em với cô bé hẹn gặp thì em đồng thời nhắn tin cho chồng em là anh ơi hôm nay em lên em thăm anh. Thì cô bé kia cũng đồng thời nhắn là anh ơi hôm nay hai đứa mình uống cà phê nha. Hồi đó em thấy vợ em nhắn tin rủ đi ăn, em đâu có biết đâu. Em vừa chạy xe về em vô em thấy vợ em đứng đó, em vừa nhìn em cười em ngó lại em thấy con bé nó đứng đó luôn. Em bỏ em chạy về nhà đóng cửa lại. Em chui ra toilet em tắt điện em trốn kỹ em đó. Rồi sao cuối cùng sao? Anh muốn nghe cái hồi cuối. Anh đuổi em về, anh không cho em ở lại. Lúc đó cô bồ hiểu rằng đây là vợ của dạ. Người yêu mình đúng không? Nhưng mà giống như là cô ấy bị lừa. Ừ. Chứ không phải là cô ấy lừa anh này. Ừ. Anh muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em biết phát hiện chồng mình có bộ nhí. Trong đầu của người phụ nữ mà người vợ lúc đó phải nghĩ ngay đến cái chuyện là phải đánh ghen chứ. Trong tư tưởng em cũng có nghĩ đánh ghen đó. Nhưng mà suy nghĩ cái này là chồng mình đi dụ người ta chứ không phải là người ta dụ chồng mình. Nên là hai đứa em vạch kế hoạch ra để trừng trị anh này. Còn em này sau khi vợ về rồi em xử lý sao với cô đó? Vừa mở cửa ra thấy vợ em đứng rình bé kia thì khóc. Còn vợ em cứ sướng đời không chưa, cái sướng như cảnh giờ tôi sợ chết mẹ đó mà chưa. Thôi mà để Hồng Vân dẫn đi chắc tôi đi vô luôn. Có nhà vô bụp đúng không? Dạ không, em đi về để cho ảnh nói chuyện với cô bé đó. Nói chung là ảnh không có xin lỗi em. Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Xin em bé được 1 tháng. Có nghĩa là gần 2 năm mà chưa một lời xin lỗi. Xin lỗi chưa? Dạ chưa. Rồi ông làm sao cho đúng cái lương tâm trách nhiệm của ông đi ông. Sẵn chương trình này ông xin lỗi vợ ông luôn đi ông ơi. Ông ẩu quá.
Hồi đó giờ em gây ra biết bao lỗi lầm, với lại làm nhiều lần làm vợ thất vọng, nhưng mà nói chung là vợ cũng bỏ qua, cũng vui cười vậy. Là em thấy em cũng hạnh phúc, thấy cũng mãn nguyện. Rồi sao? Em cũng muốn cảm ơn vợ em nhiều lắm. Chưa thấy có chữ xin lỗi. Dạ. Anh xin lỗi vợ. Anh lời nói là hành động sao? Em run. Không, nhưng mà Như có một cái cách hành xử về cái chuyện ghen tuông á, rất là hay, rất là văn minh. Cho nên sau cái việc đó là em cảm thấy yêu vợ em hơn đúng không? Dạ có, thấy yêu nhiều hơn. Đó, yêu nhiều hơn á. Bây giờ anh hỏi nè, em là cái nhân có tính xấu rồi đó. Bây giờ vợ em có gì xấu? Ủa rồi xấu nhiều lắm. Tùm sò. Đó, đúng rồi. Vợ em là tùm sò chúa luôn. Đi mua tờ báo đưa ra đúng có 5 ngàn à. Mà em mua tờ báo đá 5.5-6 ngàn mà đưa kêu ta mua báo có 5 ngàn mà cho anh mua đâu mà 6 ngàn. Còn thấy mà em đi chơi hỏi anh đi đâu, cái đi uống phê đi gì đi hoài, sáng giờ đi hoài mà có đi đâu. Còn nhiều bữa mà em lấy xe em chạy ra quán cà phê ở nhà vợ em, em thấy chạy theo mà chạy ra đó em đi nửa đường em kêu ủa đi đâu đấy, kêu em đi mua cá viên. Không ai bởi sao em vừa vô quán em ngồi xuống em thấy đứng vì sao nên là chạy theo rình. Em cho đó em coi đá banh, còn ở đó là quán nhân viên nam không mà không quan tâm. Em chị lủi thủi chị đi về trời. chị quê chị lủi thủi chị đi về. Ngoài cái chuyện mà đi rình đó thì vấn đề hình thức của ảnh á, em có dạ, em có cái cách xử lý nào không? Em không có châu chú cho ảnh. Đi chơi đâu nó bắt em mà cái quần đùi đến đây mà hai cái chân nó chút xíu. Nó hiểu anh. Mang dài không cho mang. Mặc quần dài không cho, bắt em mặc cái áo thun với cái quần đùi vậy. Nhiều bữa em mang vợ em đi làm không, là em ở nhà em mặc đồ em mang dài em đi chơi. Mà em đi em mang, ví dụ em hỏi chân hỏi mấy giờ vậy? Mấy giờ em hụt về. Vợ em nói 9 giờ là em lo em phóng vô trước. Làm về nó còng nó ghen. Vậy là bữa nay em hạnh phúc lắm nè đúng không? Dạ. Vì cũng mặc mà... đồ rất là đẹp nè đúng không? Cũng may có sự can thiệp của ban tổ chức chương trình chúng tôi, chứ mà không là bà vợ mới cho ông chồng này mặc quần xà lỏng nha. Xà lỏng lên đây nữa. Ngồi đi. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt keo kiệt. Keo kiệt quá. Còn cái tính gì mà lục lọi ớn. Em cắt tiền chỗ nào còn biết được đấy. Nhiều bữa em ghét, em ngủ em đem cái bóp lên em bỏ trong túi quần. Khuya chị nhẹ 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 em bờ quá. Chị bờ qua chị rút ra cái em nhớm qua lại cái chị nằm im. Nằm im mấy hồi em dạ đò em nhắm mắt là chị mở ra chị đếm. Em mở mắt ra em gãi ra chị thụt xuống thì nằm im. Cái tính lục lọi. Tính này lục lọi chứ. Em nhiều lần em nói em kêu nó thì anh làm gì đó tiền thì em thích coi thì em coi chứ làm gì thế lục lọi. Cứ mỗi lần mà em chờ đò em vô tôi lấy bỏ cái bốp đó em ra ngồi là ở trong đó là nghe sẹt sẹt rồi. Vậy là bây giờ mong muốn là bớt lục lọi đúng không? Mà có ước mơ là vợ cho mặc đồ đẹp không? Không. Em thấy vợ thích em mặc gì em mặc cái đó. Vậy chị hỏi em này nè, ví dụ bây giờ đổi ngược lại, em ở cái vị thế của chồng em. Dạ. Còn chồng em là giống như em, quản thúc em y chang vậy á, thì cái cảm giác của em thế nào? Đi ra đường cho nó mặc xà lõn thôi cho chị. Con gái thì không mặc xà lõn, mặc cái đầm ngắn thôi, hoặc là mặc cái gì đồ bộ mà nó cũng ngắn, tơi tả vậy đó. Ha. Rồi tiền á, mua cái gì đó là 6 ngàn chẳng hạn, em cho 5 ngàn rưỡi thôi. Một tuần lễ, thử em coi em chịu nổi không? Dạ. Em suy nghĩ đi, liệu chồng em nó có thể chịu đựng được 20 năm nữa, 30 năm nữa không? Chị chỉ có một lời khuyên như vậy thôi. Còn cái điều tiết như thế nào thì tùy hai em tính. Ha? Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn hai em. Dạ. Đã mang đến niềm vui vỡ oà cho trường quay. Mặt thì ngầu, mà đi thì đi xe xác 7. Rồi ok, cho vô danh sách liền. Em mà cưới anh là em phải đối xử tốt với anh nha. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Huy Toàn, hiện em đang làm công việc ở bên cơ khí. Toàn làm bên cơ khí. Dạ. Còn em?
Em là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi, hiện là em là nhân viên kế toán ạ. Rồi, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Đó là em mới được ra trường, em vào khu phòng trọ đó em thuê. Sau vài ngày sau thì vợ em mới xuất hiện, vợ bắt đầu là vùi dập em. Vùi dập gì? Là tại vì á, em nhìn thấy tóc của anh dài lắm, xong rồi anh để cái chùm râu dưới đây nè. Nhìn giống như bữa đời á, mặt á thì ngầu ngầu, mà đi thì đi xe 67. Thành ra lúc đó là em cũng sợ lắm. Thì ở được 6 tháng á, không biết là Nhung có cái vấn đề gì mà tự nhiên đang đi học xong rồi lại đi làm thêm. Mà làm thêm đặc biệt là làm thêm khuya nữa. Tới 12 giờ khuya mới bắt đầu lại về. Xong bắt đầu thấy, cô này có vẻ xiên. Là sinh viên mà đi làm nữa là lo tương lai cho mình cũng hợp lý, cũng giống mình thích vậy. Rồi ok, cho vô danh sách liền. Đây là hợp ấy, chọn liền. Rồi bắt đầu là tiếp cận. Hỏi em đi làm tối làm đâu vậy, làm gì mà thấy không nói. Không nói là không nói. Bây giờ không nói thì mình không hỏi nữa, mình hành động luôn. Theo dõi đi theo theo dõi tới cái lúc mà phát hiện ra là làm phục vụ ở một cái nhà hàng ở trên quận 1 á, thì lúc đó là em mới bắt đầu là lên kế hoạch. Em đi làm về là 5 giờ, bắt đầu là em gửi xe xong rồi em đi bộ khoảng 2 cây số ra xe buýt. Rồi em bắt xe buýt em đi xuống tới cái chỗ vợ em làm việc là khoảng 15 cây số, và em cứ đi vòng vòng trước cửa tiệm đợi tới 12 giờ, thấy là bắt đầu chạy tới đứng ngay trước cửa, đứng trước ngoài vậy. Quá gian hả? Mình gài vô cái thế là bắt phải là cho chở. Em thì sao? Lúc đó? Lúc đó thì em cũng ngạc nhiên đấy. Ủa? Anh, em đâu có nói anh biết chỗ làm của em đâu, sao anh lại vậy? Cái nói biết là được rồi. Xong bây giờ có cho Giang về không? Em thấy cũng tội, nghe em cho Giang về. Cái cứ như vậy đó chị, mà mặt lì tí. Quá gian về trong bao nhiêu lâu? Dạ 9 tháng chị, tới em nghĩ là cái gì? 9 tháng em phải chở cái con người này về được không? Em chở chứ. Em có phát hiện không đó chị? Không tới... luôn. Bao giờ thì em mới biết? Tới lúc mà chính thức quen nhau này kia rồi ảnh mới kể cho em nghe là lúc đó anh vậy đó. Thành ra là khi mà em mà cưới anh là em phải đối xử tốt với anh nha. Dạ. Vậy thì bây giờ đã lấy nhau rồi, vợ em có đối xử tốt với em không? Tốt, nhưng mà tốt theo kiểu bổn phận của vợ thôi, cho vui vậy thôi. Chứ còn chứ còn mày thật sự để quan tâm tới mà suy nghĩ của chồng thế nào thì chưa thấy. Ủa sao em lại nghĩ vậy? Ủa vậy là sao vậy? Vợ em cái tật xấu của vợ em là gì? Lười biếng làm việc nhà. Nếu như thật sự là cho em lựa chọn lại thì chắc em phải cân nhắc trước khi cưới. Trời ơi. Trời. Cái lúc mà đang quen á, vợ em là chủ động nấu cơm treo trước là em ra em cứ nhậu hết đi làm, nói chung là không cho đi ăn ngoài hết. Nhưng mà cưới xong về là bắt đầu là nấu cơm á, là từ 7 buổi bắt đầu giảm xuống từ. Cưới nhau là 1 năm mấy rồi thì bây giờ là chắc ăn cơm chung 1 tuần chắc được, là giảm xuống một cách bất ngờ quá, làm như em dễ như bị sốc, bị sốc. Sao vậy? Dạ tại vì lúc trước á, cái khoảng thời gian nghỉ ở nhà nhiều quá, thành ra không có chuyện gì để làm hết. Thành ra là em có thời gian để em nấu nướng này kia. Sau khi mà cưới nhau thì tụi em cũng đi làm, công việc này kia nó nhiều hơn quá. Dạ nó nhiều với lại áp lực á, thành ra em rất là mệt. Mệt nữa là không thể nào mà ngồi dậy nổi luôn á. Cái đó là vậy biện minh thôi. Biện minh thôi. Tại vì chồng em nãy nói một cái câu rất là chạnh lòng là sau khi lấy nhau về rồi á, cái sự quan tâm của em đối với chồng, cái đối xử tốt á là mỗi sự bổn phận. Phải vậy thôi chứ không phải là do từ trong một cái bản năng là đây là cái người mà mình phải quan tâm, mình phải chăm sóc. Thì cái cách nói của chồng á thấy có vẻ rất là tủi thân, rất là buồn. Em có cảm nhận điều đó không? Mà có phải như chồng em nói không? Có nghĩa là bây giờ làm vì bổn phận không? Dạ chắc nếu mà anh nói thì chắc cũng đúng. Tại vì em ít quan tâm ảnh hơn lúc mà mới quen nhau. Nhưng em yêu chồng em không? Dạ có. Rồi còn về em cảm giác chồng em á còn đối xử với em giống như ngày nào không? Có một cái là lúc trước á, ảnh cũng như em chia sẻ cái tâm sự của mình á cho ảnh về công việc hay gì đó, tất cả mọi thứ, gia đình này kia, bạn bè, thì ảnh chia sẻ với em nhiều lắm. Cũng như ảnh khuyên này kia, em phải làm như vậy. Có nghĩa là chịu lắng nghe em. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ? Nhưng mà cưới xong về á, bây giờ ảnh không có lắng nghe em nữa. Mà ảnh nói lý, giống như là dạy em, chứ không phải là chia sẻ của một người chồng mà là dạy dỗ. Đúng rồi, dạy dỗ. Và em không muốn tâm sự nữa. Dạ đúng rồi. Kiếm một người đồng cảm mà người đó không đồng cảm với mình. Mà lại quay qua lại bắt bẻ em là tại sao em làm việc không có kế hoạch, tại sao em lại như vậy, tại sao em không chịu nói với sếp em, tại sao em lại không nói với bạn sao, em tại như sao vậy? Và tại sao? Dạ. Trước cái buổi này nè, ở nhà vợ chồng em có chia sẻ với nhau về cái điều em vừa nói hay không? Dạ không. Thật sự là cảm xúc bây giờ nó tụi em muốn nói về cái sự thật như vậy. Đó, rồi bây giờ sau khi em nghe cái tâm sự của vợ em, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Dạ thì em cũng cảm nhận là do cái thời điểm này á, là em có bị công việc nhiều quá, với lại em muốn khẳng định
em muốn tạo ra một cái điểm nhấn gì đó trong sự nghiệp của em, cho nên em tập trung vô quá. Rồi đôi khi em khi mà em xong công việc đó rồi thì nó đã lệch giờ với vợ em, lúc đó vợ em ngủ. Hai vợ chồng nói chung thời điểm này là không có tiếp xúc với nhau nhiều. Có dạ, con chưa? Dạ chưa. Chị muốn hỏi em nữa nè, bao lâu rồi thì em không còn chia sẻ gì với chồng em nữa? Dạ cũng khoảng hơn nửa năm. Rồi khi em không chia sẻ được với chồng em làm gì? Em để trong bụng chị. Em để trong bụng em phải xả ra chứ. Dạ không. Em có tâm sự với bạn em không? Tại vì lúc trước á là cái tính cách em nó hoàn toàn khác với bây giờ. Là lúc trước em rất là vui, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ em đều dồn hết. Cũng như khi kể nhau cũng vậy, em không có nói là tại vì tại sao tại này kia, thì ảnh cũng như ảnh nói ờ em sai vậy thì em cũng chấp nhận em sai thôi, không tranh luận lại. Dạ đúng không? Có nghĩa là em chấp nhận cái phần mà gọi là ừ em là như vậy em thua đúng không? Em chấp nhận cái điều đó. Tại vì em không có nói lại ảnh. Em là không tranh luận lại chồng ảnh. Dạ. Tại vì ảnh cái từ ngữ của ảnh nó nói chung là phong phú hơn em nhiều. Em thì cái tính em thì nó cọc, thường thường là em nói thẳng vào vấn đề thì ảnh hay chia sẻ theo góc độ giống như người lớn mà dạy cho người nhỏ vậy. Thành ra là lúc hơi áp đặt một chút cái dạ, cảm nhận của em là như vậy đúng không? Hôm nay em thấy những giọt nước mắt của vợ em á, em nói thiệt đi, bây giờ em đang nghĩ cái gì? Dạ thì chắc cái việc đầu tiên em muốn làm nhất luôn á là em sẽ về nhà em sẽ đọc một số đồ mà đang làm cho em phải xa vợ em. Ví dụ? Giống như máy tính, để cho em không có một cái phương tiện nữa để tiếp xúc với những cái mà tạo khoảng cách với em, với vợ em nữa. Cảm xúc này là một cảm xúc thăng hoa, một cảm xúc san sẻ, hoặc gọi là đồng cảm cộng hưởng của hai vợ chồng. Nhưng cái phương pháp em đang suy nghĩ trong đầu em làm là sai. Bên cạnh em có thể có 10 cái máy tính, nhưng cái đầu của em, trái tim của em dành cho vợ em thì tất cả những cái đó là con số không hết. Yeah. Em đập mất công đi mua lợi nữa. Cho nên rằng á, chị rất tin cái cảm xúc vừa rồi của em là cảm xúc thật. Em đã ngộ ra được một cái điều gì đó mà từ lâu rồi vợ em không chia sẻ với em. Và bản thân em không cảm nhận được cái điều mà vợ em từ 4 năm tháng nay là đã chôn giấu ở trong lòng. Yeah. Đúng không? Thì bây giờ là tụi em hiểu nhau rồi đó. Chị nghĩ rằng là đêm nay sẽ là một đêm rất là thăng hoa của vợ chồng em. Xin vỗ tay là một lần. Bây giờ mới vỗ tay nè. Rất là thất vọng. Ủa sao mặt mụn quá? Dữ, không dữ. Thầy giáo hiền quá, nhỏ nhẹ quá, trầm ấm quá, cái tụi em siêu lòng. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Một chương trình mà phải nói rằng là rất quen thuộc với quý vị khán giả khắp nơi, không chỉ là ở trong nước mà còn lan rộng ra cả kiều bào ở hải ngoại. Đúng không chị Vân? Đúng rồi. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Dường như là hai bạn là không muốn rời xa nhau hay sao á, nắm chặt tay quá. Xin hỏi là hai bạn đã lấy nhau bao lâu rồi ạ? Dạ 4 năm hơn rồi anh, được 5 năm rồi. 4 năm hơn rồi, 5 năm rồi đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ cô dâu giới thiệu về mình trước đi. Em tên gì? Dạ em tên là Trần Đặng Ngọc Hữu, năm nay em 29 tuổi. Em ở nhà nội trợ giữa hai đứa con với lại buôn bán online. 29 tuổi mà nhìn mặt rất là trẻ. Dạ em cảm ơn chị. Thế còn em? Dạ thì em tên là Ngọc, hiện đang là cái kỹ sư phần mềm. Dạ. Ngọc với Hữu là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Dạ lúc đó em vừa chia tay với bạn trai. Cái em lên mạng cái vô tình ảnh gửi thư làm quen với em. Em cũng trả lời luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với ảnh lắm. Thì sau 3 tháng quen nhau á, cái ảnh mới hẹn gặp mặt ngoài đời với em. Em cũng ok, em chịu luôn. Đó là ấn tượng ban đầu của vợ em về em. Thế còn em thì sao? Rất là thất vọng. Ủa sao thất vọng? Tại vì á, trên hình á, thì đẹp như là hot girl vậy á. Nhưng mà khi mà gặp thực tế thì thấy ủa sao mặt mụn quá. Ôi vậy hả? Chỉ thấy mặt mụn thôi hả? Mặt mụn với lại nhìn mặt nó dữ, không dữ. Không dữ lắm hả? Không thấy cười. Nghĩa là cô này cũng như là không ổn lắm đúng không? Không ổn. Nhưng mà bây giờ không ổn thì cơ duyên nào mà để hai người chịu đèn nhau? Lúc đó thì bà xã đang lớp 12 chuẩn bị thi đại học, thì mình cứ lỡ hứa là dạy kèm luyện thi đại học luôn. Ủa? Tụi em lấy nhau được 4 năm. Nhưng mà quen nhau thì từ lúc bao nhiêu tuổi?
Dạ 10 năm rồi. Wow. Dạ lần đầu tiên gặp ảnh á thì em cũng thấy ảnh gầy lắm chứ ảnh không có đô như bây giờ. Hồi đó cái hình tượng em mới nghĩ là bạn trai mình phải đô đô một chút. Trời nhìn người đâu mà ốm nhôm nhách mà trắng giống một cục tủ bột với anh. Cho nên em mới có thích. Nhưng mà thời gian sau á dạy học á thì em thấy là thầy giáo hiền quá, nhỏ nhẹ quá, trầm ấm quá, cái tự nhiên em siêu lòng. Rồi hai bạn quen nhau thì có khi nào chia tay với nhau? Dạ có một biến cố rất là lớn. Đó là khi quen nhau được 2 năm, người yêu cũ của em liên lạc lại với em và muốn là quay lại. Lúc trước á, thì em gọi điện thì mẹ của nó nói là cô ấy đi lấy chồng rồi. Sau đó 2 năm á, cô ấy gọi điện lại nói là cô không có đi lấy chồng và cô là bị ép cưới. Thì em mới suy nghĩ là cô gái đó là không có lỗi. Cho nên em cũng... Sao động. Thì lúc đó em đứng ngã ba đường, một bên là bà xã quen nhau 2 năm, một bên là mối tình đầu. Mối tình đầu là quen được bao nhiêu lâu? Mối tình đầu quen được khoảng gần 2 năm. Cũng 2 năm, coi như 50-50 luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thì sao? Dạ lúc đầu thì ảnh giấu em chị. Nhưng mà em thấy ủa sao dạo đây mà sao ảnh có gì đó khác thường. Thấy không có quan tâm lắng mịn, có gì như giấu giếm em vậy. Em điều tra, em hỏi ra thì ảnh mới khai thật. Phản ứng em sao? Thôi giờ ba người cùng gặp mặt nhau đi rồi để giải quyết chuyện. Cái đến khi ba người gặp mặt nhau thì tự nhiên cái chị đó mạnh mẽ quá. Tự nhiên lúc đó em cũng chột dạ chút, nói ủa mình giống như là người thứ ba vậy đó. Nếu mà không có em xuất hiện thì chắc là hai người đó đang trơn tru quen nhau rồi đó. Em nói ảnh là thôi anh ơi anh quay lại với chị đó đi. Em rút lui. Có trước mặt cô đó luôn hả? Dạ nói có vậy luôn. Trời em hiền quá. Em hai tay em dâng người yêu cho người ta. Trời ơi em hiền quá. Nhưng mà lúc đó cô đó cái phản ứng của mình sao? Dạ thì chị đó cũng cũng đồng ý luôn. Rồi anh này sao? Anh này đứng khóc không mà chị. Trời ơi chị hỏi là lúc dạ. đó cái trong đầu em nghĩ cái gì? Chị biết lúc đó em khó xử lắm đúng không? Lúc đó rất là rối. Tại vì hai người mình đều thương. Thật ra lúc đầu em nghĩ là em chọn cả hai luôn. Trời ơi tại vì hai mình cũng thương hết. Nhưng mà mình có dò hỏi thì thấy hai người không chịu xe. Không chịu xe. Sao xe được? Ai xe? Trời ơi yêu được tình mà. Tình yêu mà xe gì? Rồi sao rồi cuối cùng tại sao mà dạ. em chọn mà xả em? Chửi á chị. Chửi. Có nghĩa là người ta rồi em còn chửi dạ. sao? Lúc đầu em hai tay em dâng hiến người yêu em cho. Cái xong cái tự nhiên em về em suy nghĩ em tức quá chị. Em thấy em thiệt thòi, hơn 2 năm trời em quen. Cái tuổi thanh xuân em mất đi 2 năm. Nếu mà hơn 2 năm em không quen ảnh biết đâu em đềm với người nào đó sao chị? Tự nó ủa tự nhiên mình bị thiệt thòi vậy. Đâu có ngu, đâu có dại đâu chị. Cái em bực bội em gọi điện lên em chửi. Em nói đồ cầm thú. Trời ơi anh không suy nghĩ ra được ba cái từ đồ cầm thú. Ba cái câu đó đúng không? Không nghĩ ra đâu. Em là chỉ nghĩ cái đồ sở khanh rồi mình sao cái đồ tệ bạc. Anh nghĩ đi, 2 năm trời quen anh chứ tôi đâu làm gì có lỗi với anh đâu. Tự nhiên bây giờ hả gì con người yêu cũ quay lại canh bỏ tôi anh theo cái người đó mà giờ anh nghĩ 2 năm trời hơn rồi anh biết chị ta ra sao, cái cuộc sống chị đó như thế nào, tự nhiên giờ đụng cái anh bỏ tôi anh quay lại với chị đó. Rồi lúc đó anh trả lời đừng nói khóc cũng khóc luôn anh. Rồi đó giờ trả lời lúc đó bà xã gọi điện mình sợ chứ, lúc đó giống như là có một cái nước lạnh tạt mình, nó tỉnh mình bừng tỉnh vậy, bừng tỉnh luôn. Lúc đó anh nói đúng, chửi là đúng chứ không phải sai. Đúng là lỗi của mình, tại sao mình lại khờ vậy, mình giả dột vậy. Thì lúc đó em buồn, em khóc rất là nhiều rồi em mới gọi điện là bà xã, rồi em hẹn là tối nay là tới xin lỗi bà xã. Sau cái buổi tối đó là hai người quen nhau lại. Dạ. Không có gì ngăn cách rồi em có cắt đứt liền với cô kia không? Cũng còn kỳ kèo thêm khoảng 1-2 tuần nữa. Đó thấy chưa? Kỳ kèo thì mới giơ cu chót rồi. Em biết, em biết không? Em biết cái vụ mà kỳ kèo dạ. đó. Em không có bắt tại trận nhưng mà em gà đài. Gà đài hả? Dạ. Gà đài thấy chưa? Trời ơi. Ví dụ như em điện cho ảnh em nói sáng nay hả em vô tình em ghé ngang trường của anh học á, em thấy hình như anh đứng nói chuyện với chị đó phải không, em đâu thật sự em đâu có tới đâu chị, em chỉ gà vậy thôi. Ra đài bị đánh trúng chị. Đúng rồi anh có đứng anh nói chuyện với chị một chút nhưng mà chút xíu à. Bắt ngọn mà dính liền vậy. Dạ. Rồi cái em cũng dựng nó bây giờ nha, anh thẳng thắn, một là anh quay lại với em, hai là anh đi theo chị, anh đi luôn đi chứ anh đừng có đứng giữa hai dòng nước nữa, tha cho anh một lần thôi, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Lần một. Rồi thế là từ đó anh chấm dứt luôn á chị. Hay quá. Rồi coi như là lúc yêu á là như vậy nhưng mà lúc cưới á thì khác nhau hoàn toàn không? Lúc mà yêu á thấy cái gì cũng đẹp nhưng mà khi cưới rồi mới vỡ mộng ra nhiều thứ. Là cái gì cũng xấu á hay sao? Dạ lúc mình phát hiện ra mà sẽ có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái khả năng tuyệt thực. Mỗi lần giận bực lên gì không ăn. Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mình không nhịn được tức của mình nạt lại một cái á,
là coi như là bỏ ăn luôn. Bao nhiêu ngày? Bình thường thì một ngày, còn kỷ lục thì 3 ngày không ăn không uống. Em không ăn luôn? Không uống luôn. Nhìn chừng nào mà ảnh xuống nước ăn nỉ thôi mới ăn lại. Hèn gì hai con rồi vẫn là mình dây vẫn ngon. Nhưng mà cái lần đó cô giận em là về chuyện gì? Hai vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện con cái thôi. Con thì ăn vô thì hay ói, mỗi lần mà nó ói ra cái thì bà xã em tiếc đánh con, đánh chát 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 giả. Thì em nghe trời ơi khùng hả, em điên hả? Xong bà xã nói ông hay quá ha, ông chăm được nó không? Ông chăm nó đi. Xong rồi em chửi em thì em chửi lại, nói sao em kỳ vậy, sao người ta có con người ta nuôi, nó đâu có gì đâu, sao em nuôi tùm lum tùm la vậy. Thế là cứ cãi nhau càng ngày càng tăng đô lên, thì bắt đầu bà xã giận thật 3 ngày. Vậy hả, có bao giờ bị lặp lại một câu đồ cầm thú nữa không? Dạ không, bây giờ không kêu cầm thú, nhưng mà có khi nào mà hai vợ chồng xưng hô mày tao không? Dạ có, rất là nhiều á. Chồng em xưng đúng không? Dạ không, em. Trời ơi. Lúc lên cơn lên là mày tao vậy đó. Dạ, tại chị biết sao không? Hai chồng em ở riêng, đâu có ông bà hay là anh chị cô gì chú bác gì chăm phụ nít đâu. Con em hai thằng đều bị suyễn hết á. Nó ăn uống nó ói hoài luôn. Nó vô là ói như là con dồi nó phun ra vậy. Hai đứa luôn hả? Dạ, nhiều khi em thấy riết cái thần kinh em cũng như nhiều quá, mà mỗi ngày những điều như vậy. Ví dụ như lúc đó ảnh đi làm, ảnh không có nhà thì không sao. Mà ví dụ như ảnh có nhà mà ảnh thấy em la con á, hay đánh con á, mày điên à, làm gì mà đánh nhỏ dữ vậy. Con mình ổn mình xót lắm chị. Nói anh giỏi anh chăm con đi. Cái từ từ cái mức độ nó lớn lên, bắt đầu mày giỏi thì mày chăm đi. Rồi cái ảnh mà cự với em, ảnh đập phá đồ cái em buồn, em bỏ ăn. Nói cho chết đi để hả, anh chăm hai đứa con anh biết khổ với em. Thành ra em tuyệt thật. Giờ anh hỏi nè. Dạ. Còn mày tao, tao mày nữa không? Bây giờ là tụi em hết rồi. Hết tại luôn. Vì tụi em có một cái trận cãi vã định đưa nhau ly dị luôn á. Ừ. Em ghét chồng gì mà không hiểu cho vợ một chút xíu nào hết trơn á. Hễ cái đập đồ, đập máy giặt, đập đồ này nọ. Em nói chợ sống với người mà cái đập đồ cũng sắm sửa là mình cũng tiếc của chị. Cái em cũng nói không, giờ sống không được nữa thì chia tay nhau đi. Cái em cũng hai vợ chồng cũng định nhau là ly dị rồi đó. Cái vô tình cái em điện cho bà chị của em, thì bà chị em bà mới khuyên em vậy nè, nói vợ cuộc sống vợ chồng là cũng có lúc cãi nhau, nhưng mà trong lúc cãi nhau đừng bao giờ xưng mày tao. Hãy xưng là anh với em. Nhưng mà chồng có biết cái lời khuyên đó không? Chỉ khuyên mình em thôi. Dạ. Bà muốn nói gì? Thì cãi nhau cứ hoài lặp đi lặp lại rất nhiều lần thì em buồn quá. Em mới suy nghĩ, ủa tại sao hai vợ chồng mình cùng thương nhau, thương con, sống cả lòng hoài à? Em mới buồn quá thì em mới lên chỗ YouTube á, thì em mới nghe một số cái bài giảng của mấy cái thầy hòa thượng. Trong đó có một cái bài là giữ hạnh phúc gia đình. Thì em nghe và em nghe nhiều bài và em rút kết ra do vợ chồng thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Thì em ngồi với bạn với vợ là bây giờ hai vợ chồng mình á tôn trọng lẫn nhau, không gọi mày tao nữa. Dạ. Có nghĩa tụi em đã bỏ cái chuyện mày tao được bao lâu rồi? Đây 3 tháng chị. Có nghĩa là em là được lời khuyên từ bà chị của em. Dạ. Còn em á là đọc được một cái lời khuyên từ các vị sư thầy. Dạ đúng không? Dạ đúng. Thì chị nói nè, bây giờ ha, có một cái chị muốn chia sẻ với Hữu nè, cái chuyện đánh con á, bỏ luôn giống vụ mày tao á. Tại vì con nít nói nó cũng mệt, mình ói mình còn mệt nữa, đúng không? Nó đâu có muốn đâu. Bỏ cái vụ đánh con tội nghiệp lắm. Tại vì em càng đánh nó càng ói. Rồi á, chồng mà thấy vợ đánh con vậy càng xót lại gây lộn nữa. Còn em á, em chia sẻ với vợ em một chút. Chị nói thật lòng là nếu như á, bạn này cứ ở nhà suốt rồi chăm hai đứa nhỏ mà mỗi ngày mà nó hành bạn như vậy, bạn không stress mới là lạ. Cho nên rằng á, nhiều khi bạn đánh là vì bạn không chịu nổi, nó bức bối quá. Mà trong cái xót con chứ không phải là do là ghét con. Những cái bực dọc đó em chuyển sang cái khác, đừng có đánh nhỏ nữa, đúng không? Rồi có chồng sẽ chia nữa. Đó, vợ chồng em là chị chỉ khuyên cái điều đó thôi. Chị từng nuôi con chị biết tội nghiệp lắm. Cũng mong là ảnh quan tâm đến em hơn chút. Thì đó, mấy chị nói đó là em phải nên quan tâm tới vợ em. Để vợ em nó có sức với có cái động lực em nó chăm con tốt hơn. Nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Cô gái nào mà ngon ngon mà dễ thương quá ta. Lanh chanh nho nho á anh. Mà cũng chảnh. Xấu mình chảnh. Dạ. Để ý mà mình làm chảnh nữa. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cặp vợ chồng thứ hai. Ôi cô dâu nhìn rực rỡ, long lanh lóng lánh như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, và đi bên cạnh một chàng hoàng tử rất khôi ngô tướng tú. Ô hay, công chúa và hoàng tử tên gì, khai mau. Em tên là Đào Thị Ngọc Hạnh. Năm nay em 30 tuổi, hiện là em là giáo viên mầm non. Còn em?
Em là Võ Minh Hùng, đang làm quản lý ở nhà hàng, năm nay 26 tuổi. Là trẻ, hàng... trẻ. Đúng rồi, rất chắc trẻ. Là cô giáo mầm non cho nên nhìn em không có ai biết cái điều đó chứ. Thế thì cơ duyên nào mà em trai gặp Hạnh vậy? Tại nhà em với nhà bà xã gần lắm anh, cỡ 100 mà 100 bước chân á. Lúc đó thất tình, hay nhậu. Cái nhà bà xã thì bán tập quá, cái gọi điện bà xã đem bia. Cái thấy cô gái nào mà ngon ngon mà dễ thương quá ta. Ngon ngon dễ thương. Mà ngon nhất chỗ nào? Nhoi. Nhoi lắm chị. Nhoi hả? Nhoi. Nhoi hay nhon? Nhoi. Là bà này mới nhoi 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 nhoi, mới nhoi như dòi vậy hả? Hay sao? Lạnh chanh nhoi nhoi á anh. Ủa bộ em lúc em đưa bia là em vừa nhảy chân sáo hay sao mà chồng em nói em nhoi, chị chưa hình dung được nữa. Dạ cái chắc là lúc em chạy xe cái em nhảy cái phọt xuống cái em đem bia vô là chắc em nhoi. Rồi cái ấn tượng của em là về vợ em nó là nhoi. Vậy thì em ấn tượng như thế nào về cái anh bạn này? Dạ em không ấn tượng gì đó. Ai muốn để ý thì để ý. Thì đó là cũng như là mấy bạn á về nhà em tập múa thì thấy ông xã em đang uống cà phê. Thì em nghĩ là chắc có ai đang nhìn mình, mình cũng chảnh, xấu mình chảnh. Dạ. Để ý thì mà mình làm chảnh nữa. Thế xong rồi cái thì lúc em đi làm thì cũng có cuộc gọi điện thoại. Em mở ra thì thấy là số cũng đẹp. Chắc cái này cũng ngon à. Dạ, cái xong rồi thì nói là thì gần nhà gì đó hôm bữa thấy tập múa gì đó. Rồi xong mày cái cũng tinh xính làm quen thì cũng gặp mặt giao lưu. Cái xong em mới gọi điện cho ông xã nói alo đi karaoke không, thì ảnh mới nói ừ đi. Cái xong mày ba đứa bạn em đi với ảnh, cái ca xong hết rồi cái hả lúc trả tiền cái xong mày ra nói nhỏ với em. Nói nhỏ gì? Anh quên đem bớt tiền. Rồi lúc đó có tiền chị có mấy chục ngàn túi à. Dạ cái đi karaoke mấy trăm ngàn. Xong nói là giờ không có đủ tiền, giờ thôi em trả phụ đi. Mấy đứa bạn em á giờ thôi mình hùng tiền là trả đi chứ giờ đâu có tiền đâu. Đó là quê lần thứ nhất. Cái xong mày cái em bực mình. Trời ơi quen bạn gái mà không có tiền. Cái xong mày liên lạc em tiếp. Cái lúc đó tặng em cái nhẫn, bỏ cái hộp đẹp lắm. Em tưởng là nhẫn bạc thiệt, em đem vô khoe trong trường với mấy chị á. Nè có người tặng nhẫn thấy chưa? Đẹp không? Trời ai cũng khen quá trời, nhẫn đẹp quá. Cái xong mày cái em đeo được mấy tuần nó bắt đầu cái ngứa tên thôi, có tên thôi. Hỏi ông này đi sai ông nói đi lý do gì ông mua nhẫn bạc. Bị dụ chị. Ai dụ? Bán hàng dụ. Thiệt không? Thiệt, đưa ra nguyên cái hộp đè cái hộp đó em thấy không thích cái em tính đi chỗ khác cái nói ê quay lại cái đưa ra một cái hộp mà có một cái nhẫn một à. Nói này bà làm với em ngon lắm. 150 à. 150. Rồi tặng. Thì thấy cũng đẹp cũng ngon, hộp đẹp đồ này nọ cái mua về cái tặng. Nhưng mà em đâu có biết là đó là đồ giả đúng không? Không. Tới chừng khi nào đến khi ngứa rồi mới phát hiện. Rồi báo lại á thì lúc đó em sao em có quê không? Quê với chị. Nó phải mua đồ về bù tặng bù. Tặng bù. Tặng gì à? Thích gấu bông lắm, mua nhà gấu bông bự bự 5-6 con vậy á. Trời ơi tôi tưởng ông mua cái nhẫn vàng ông bù lợi cho mua gấu bông. Mua gấu bông tặng. Nhẫn vàng là đám cưới tự để dành tiền tự mua nhẫn rồi tặng chứ không mà phải nhờ gia đình gì hết. Thôi vậy. Anh nói nghe nè, lúc quen nhau á em có phát hiện được ông này nhỏ nghe 4 tuổi. Dạ không, không hề luôn, tại lúc đó cũng bự con nè, mặt cũng dài dài đó, em đâu có nghĩ là nhỏ tuổi đâu. Dạ. Rồi sao lúc cái xong mày cái thì lúc đó là cái mới rủ em đi karaoke lại cũng có hai người bạn của ảnh. Em dẫn thêm hai người bạn cũ đi nữa. Cái xong mày ngồi nói chuyện thì cái mới hỏi Hùng tên gì đó, tuổi gì đó. Rồi xong mày cái bạn em nói ủa mày biết nhiêu tuổi không mà mày quen? Đâu biết đâu. Nói trời vậy hả? Biết nhiêu tuổi không? Nhỏ hơn mày 4 tuổi luôn đó. Nói trời vậy hả? Cái xong rồi buổi tối nó về, em nói là thôi giờ không có quen nữa, thôi chia tay đi, nhỏ tuổi quá à. Dạ. Sao hồn? Em phải thuyết phục mà dẫn chứng nhiều lắm. Giống như ở nhà em á truyền thống, bà ngoại em á thì lớn tuổi hơn ngoại em. Rồi mẹ em cũng lớn tuổi hơn ba em. Bây giờ là em tiếp nối luôn. Nhưng mà lúc đó em quen cũng không có để ý tuổi tác gì hết. Em không biết đúng không? Em không biết. Không biết luôn. Vậy là cái duyên rồi, trời tính rồi. Sao cả nha. Nhưng mà rồi lúc em thuyết phục như vậy thì cô này có đồng ý quen tiếp tục không? Nói dữ lắm, xong rồi người ta cũng nói vô nói ra cái em muốn nói á. Cứ nghĩ đi, người ta bằng tuổi anh hay là lớn tuổi hơn anh chút xíu có làm ra tiền được như anh bây giờ hay không? Giống như giờ anh làm về cũng đưa tiền cho em rồi. Lúc mà chưa cưới cũng đưa tiền để sau này mua nhẫn để phụ vô tiệm cưới. Vậy á. Hai người quen nhau bao lâu thì chính thức mới là đám cưới? Hơn 1 năm. Mới 3 tháng à đã hỏi cưới em rồi.
Ủa lý do? Em không biết nữa, chứ sợ mất em hay sao. Ai biểu đẹp làm chi? Lúc đó thì thông thường em á, nói là đàn ông mà nói không có làm được. Cái em nói thẳng với vợ em mà anh nói được là anh làm được. Thì lúc đó anh nói xin cưới em. Đúng khoảng một tuần sau thì nhà em qua anh hỏi nói chuyện rồi này nọ. Xong rồi tới Tết qua cái hẹn ngày đám cưới. Gia đình hai bên là không vấn đề gì hết, coi như thuận thảo hết. Thì phải không? Dạ. Anh nói nghe nè. Thế thì bây giờ các bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng được 3 năm rưỡi anh. Vậy thì từ lúc yêu cho đến lúc cưới như vậy có sớm không? Em thì thấy không sớm, tại vì em cũng nói chung là trải qua cũng nhiều cuộc tình rồi. Nên khi mà thất tình cái cũng gặp được vợ cái thôi lỡ rồi, vớt luôn. Vậy thì trong 3 năm ở với nhau em có vỡ mộng gì ở cái cô vợ lớn mình 4 tuổi không? Có với anh. Lúc đầu vợ cũng nấu cơm rồi làm hết mọi thứ luôn. Cái khi mà đám cưới về cứ sanh nạnh việc này việc nào, anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia phụ em. Cái tính em đã đi làm về 11 giờ đêm rồi, mấy bữa sau phải nghỉ tới trưa đi làm, nghỉ ngơi chút xíu, bắt làm này làm kia làm thôi, không làm gì hết đó, tự làm đi. Rồi gây không? Nói chung là gây nhỏ nhỏ thôi, không có vậy đâu. Thôi đó mà biểu là vỡ mộng á hả? Còn tại gì nữa không? Vỡ mộng là phải một cái gì nó dễ sợ lắm, chứ còn cái đó là bình thường. Tại vì tập nào chị mà lần đó là có một lần mà gây lộn cũng lớn lắm. Em đi nhậu về hơi trễ giờ chút xíu, cái về em cứ xà xà lại em cười cười giỡn giỡn á, vợ cũng tức lắm, đạp đánh em 2-3 cái vô dây nè. Cái em lại mẩm con, vợ em lại giật giành con lại, nói mày giá con lại cho tao. Trước khi em cưới vợ á, em nói với vợ rồi, giận gì giận, anh em đàng hoàng, mày tao là không được, không được. Cái lúc đó cái em nói xong nghe không có đó, tức lắm, tao cũng đang nhậu, cũng nhậu vô khoảng 7-8 lon rồi. Cái ẩm con, tôi ẩm con về bà nội, xong vô gom đồ hết, xong cái vừa gom đồ ra cái giả bộ xỉu. Ủa giả bộ xỉu là em xỉu thiệt hay giả bộ? Dạ không có, lúc đó là cũng gây lộn lớn lắm, thì em cũng mệt quá nên mình nằm xả lai ra vậy đó. Chứ mình cũng nằm vậy cho ông đỡ mình lên để cho xong. Xác rồi... định được là xỉu có ý thức đó phải không? Dạ. Rồi có đỡ lên không? Dạ có chứ. Dạ. Dễ gì không? Dạ. Là một cái bạch là coi như hết hồn liền đúng không? Không, em thấy ngưng em đỡ rồi. Vừa mới đang đỡ cái ở nhà mấy anh vợ đi ngang qua thấy, tưởng em quýnh vợ. Trời ơi, chửi em rồi quýnh, đòi tin mà quýnh em luôn. Cái vợ em thấy vậy, tỉnh vậy. tỉnh liền bên trong á. Cái lại nói em vợ em giả bộ. Anh không có quýnh em. Rồi lúc đó mấy ông anh sao? Em cũng giả hết lại là không có chuyện gì xảy ra. Thì qua ngày sau thì anh hai cũng ngồi lại nói chuyện với lại hai vợ chồng. Nhưng mà mỗi lần gây lộn là xưng mày tao vậy đó hả? Dạ không, chỉ có một lần đó thôi, là tại vì em tức mình quá. Cứ đòi ẵm con đi nên lúc đó là em mới nói chuyện mày tao. Là từ đó giờ chỉ có một lần nhất đó là mới chuyện. Một lần thôi đó. Dạ. Nghe mà đừng bao giờ nữa nghe. Dạ. Đừng có ỷ làm lớn không làm gì làm. Nghe nè, còn vỡ mộng cái gì nữa không? Có anh, trời em ghen với Facebook luôn á. Tại sao mà anh? Khi mà giờ về tới nhà bỏ ra một cái lên máy tính chơi Facebook. Không phải đâu chị, biết gì không? Mà là hả, dành vé vi tính với em để có cái mặt hình. Dạ. Ủa dạ. Chứ không phải là ghen đâu chị. Coi như là anh này thì dành vi tính mặt hình, còn em dành vi tính để lên Facebook. Dạ. Hai đứa dành lộn vậy đó. Rồi con sao? Dạ lúc đó là con đang ở chơi bà ngoại á, tại nhà kế bà ngoại. Có 100 mét à? À. Dẫn là đem về nội 100 mét. Trăm bước. Rồi nãy giờ là những câu chuyện về sự vỡ mộng của anh chồng với cô vợ. Vậy thì ngược lại, em vỡ mộng gì về anh này? Thì chỉ có vấn đề là rất là mê game. Trời ơi, mê game dữ luôn. Cũng vậy. Chứ còn mê hơn vợ á. Bà này mê thằng đó. Facebook. Còn ông này mê con nhỏ game. Cái con game thì cũng dạ. Như nhau thôi. Ngồi ở ngoài bấm game, xong rồi đi tắm, đi toilet, rồi xong rồi cũng đem cái game vô ngồi chổng chơi với nó. Cái thú đẹp. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì là em mong muốn đó là những điều gì? Bớt mê game lại, đừng có xem phim hoạt hình nữa, giống con nít quá. Còn em? Bớt hung dữ với em à, hung dữ lắm. Cứ hễ nói gì ra cái không đồng ý cái quýnh một cái trước khi nói. Rồi, có nghĩa là bớt bạo lực một xíu. Bây giờ á, chị hỏi thiệt em nè, có lúc nào mà em cảm thấy là em hối hận vì em đã lấy một cái người mà nhỏ hơn mình không? Tại vì nhiều khi nít quá nè. Dạ không, ảnh còn hơn nhiều người lớn tuổi hơn nữa chị. Ví dụ ảnh chững chạc lắm. Biết chăm sóc vợ con, biết quan tâm vợ con. Tại vì biết sao không? Tại vì cảm nhận được ở tụi em một cái tình cảm về nhau nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Nó không hề có cái ranh giới giữa cái chuyện mà chênh lệch tuổi giữa hai người. Thì vợ em vẫn cảm nhận em một cái người đàn ông mà đúng nghĩa giống như là cổ muốn.
Chỉ có đôi lúc á, nhiều khi em bỏ bê cổ trong cái việc mà em có những cái thú vui riêng của em, như là game, ghét, đồ này kia nọ, nên nhiều khi cô hơi bực mình vậy thôi. Cho nên nếu em muốn là vợ em bớt hung dữ, bớt bị trước khi nói á, thì là vì mình là người đàn ông, mình phải chủ động trước, mình phải bỏ những cái đó trước, thì tự động vợ em á sẽ bỏ cái em giữ. Thử ngay sau khi chương trình này, hai bạn nên bớt đi nha. Em phải chứng tỏ em là người đàn ông gương mẫu nè, người đàn ông trụ cột của gia đình nè, bằng cách là những cái thú vui của mình á, mình hy sinh bỏ trước đi. Lúc đó em mới có lý do, em nói đó tôi bỏ rồi nha bà. Bà không bỏ lúc mà biết tay tôi, ví dụ rồi vợ chồng cùng bỏ nha. Ok, cảm ơn hai bạn.